Phật thuyết Tu Lại Kinh. Đại Chánh Hán Dịch Sa Môn Bạch Duyên. Phiên âm và lược dịch điện tử Nguyên Tánh và Nguyên Hiển. Việc dịch Thích Nữ Tuệ Quảng tháng 12 năm 2006. Biên tập Thích Phước Nghiêm. Phật thuyết Tu Lại Kinh. Sa Môn Bạch Duyên người Tây Vực sang Lạc Dương, dịch tại chùa Bạch Mã vào đời Tàng Ngụy. Ngay như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn cây Kỳ Đà và các cô độc, cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 vị và 5.000 vị đại Bồ Tát cũng đến hội họp. Lúc bấy giờ trong thành Xá Vệ có một người hết sức nghèo khổ tên là Tu Lại, có lòng tin rất kiên cố không thể thay đổi đối với Phật Pháp, quy y Tam Bảo, giữ gìn tịnh giới, tu hành thập thiện, đạt đến bốn tâm vô lượng, có giúp mọi người không tự mệt mỏi mệt nhọc. Nội tâm của ông rất thanh tịnh, ngã lạc không hai, chỉ cầu đạt đến đại đạo vô thượng của Phật. Tu Lại luôn suy nghĩ về sơ hạnh và ngày đang tu tập, luôn lấy điều thiện làm phương tiện lợi người và vật, lấy sự an bần làm niềm vui thích. Vì vậy, Đại Đức Thích dùng thiên nhãn thế Tu Lại có công đức rất thù thắng, chỗ nghe các kinh không còn nghe ngại mà rất rộng rãi, không có tà hạnh, ngồi đứng trang nghiêm trang, đi lại nằm ngồi thường trong chánh niệm tỉnh giác, không mất uy nghi, ít muốn biết đủ, chẳng theo lời dưỡng. Tu Lại chỉ nói lời chân thật không điêu ngoa, giữ gìn trai giới, áo mặc bằng cỏ, lấy lá cây làm đồ dùng, cỏ đã làm chiếu nằm, không cần cất chứa nên cũng không có chỗ để tàn trữ. Đức vua và nhân dân trong nước không ai không mến kính ông, thường ngày đem 3 lần tìm đến Phật để cầu pháp. Đức Phật biết được điều ấy nên cũng muốn được diện kiến. Mỗi khi Tu Lại đến chỗ của Phật, lại có hàng trăm người cùng đến tụ hội đến nơi chỗ ấy để đi kinh hành và được trời người ủng hộ. Trời Đức Thích tự nghĩ rằng đây là một bậc tu hành có giới đức đầy đủ. Xin tâm sợ sau này sẽ chiếm đoạt địa vị của ta. Nghĩ như vậy xong, rồi sẽ nghĩ xét tìm kế, bèn nghĩ cách làm thế nào để hóa ra một số người đi theo sau Tu Lại, để mắng chửi không thiếu lời nào, là còn dùng đá ném, dùng gậy đánh vào Tu Lại. Tu Lại vẫn có đem lòng từ nhẫn chịu không xong, cũng chẳng một lời oán than oán. Đế Thích bèn hóa ra một số người, nói với Tu Lại rằng: chúng tôi cố hãm hại ông, song lại có lòng nhân từ và chân thật với chúng tôi như vậy. Tu Lại đáp rằng: các ông mưu tính nên không phải thiện pháp vậy. Giả sử các người có dùng dao để cắt xẻ thân ta, ta cũng không bao giờ sân giận huống là chỉ mắng chửi ta. Vì sao như vậy? Vì rằng hai việc tội và phước đều có quả báo của nó. Hãy làm phước thì được sanh lên cõi trời, tạo tội thì bị đọa vào đường ác. Vì vậy ta chẳng cần sân giận uống chi trở ngại hại người. Lúc đó Tu Lại liền nói kể rằng: hãy mang tâm chánh ác, sinh vào đường xấu ác. Nếu gốc rễ là thiện, quả phước hưởng về sau. Quán sát điều xấu ác sẽ đạt tuệ phân biệt. Ác chẳng phải gốc thiện, tạo đức không quả ác. Giữ 3 nghiệp không ác, thân miệng ý thường lành, với thường nhân không oán, người trí giữ không phạm. Trừ 3 nghiệp thanh tịnh, thân miệng ý không nhơ, khuyên người làm điều phước, được nguyện thường an lạc. Các hóa nhân không thể làm nước nghèo và làm cho Tôi Lại có tâm ý hại người, bèn rút lui. Trời đã thích lại lấy vàng bạc đem bày ra phía trước, và các vị hóa nhân nói với Tôi Lại rằng: nhân giả hãy cầm lấy bảo vật này, có thể tùy tâm và bố thí để tạo phước. Tu Lại đáp rằng: y phục tốt, thức ăn ngon, làm sao có thể bằng được nghèo hèn mà tự biết đủ được chăng? Nên giữ đạo nghèo khổ, còn hơn tham lam cất giữ của cải bằng bãi sàng bậy, sao rất khốn khổ. Hóa nhân đáp: biết được sự việc về sau như vậy, ta hưởng thụ khoái lạc suốt cuộc đời sung sướng. Tôi lại đáp rằng: đây là lời nói không có trí tuệ. Nếu như một đời mà không nghĩ đến sâu xa
thì sau phải là lấy tội lớn. Điều mà người trí sợ chính là tham lam cất chứa cho nhiều nhiều thứ phi nghĩa. Như thế cũng đồng với tội ăn trộm không khác. Điều mà người trí hổ thẹn chính là thương tiếc thân mạng, nó cố bảo vệ làm cho nó đừng chết, phạm vào việc lấy của không cho thì kẻ trí không làm. Đã là người trí thì phải biết thân mạng là vô thường, vạn vật đều không có thật ngã. Chỉ quý ở chỗ biết giữ đạo không tham và tranh thủ làm tất cả việc lành, rồi lại nói cả rằng chứa quả báo ngàn ức không đổi được cái chết. Người trí nói là nghèo nên xét lại lời ấy. Ăn uống không đắm vị, thành tín mà bố thí, có tuệ quán là giàu, Phật dạy đó thường an. Không làm các điều ác, giữ đạo sạch trong ngoài, không giới mà tự nghiêm, phạm chẳng phải thánh hiền. Nhận minh sư làm thầy, chứ thích kẻ ngu khen dắt nếu nẻo tối, thầy sáng dẫn đường lành. Hóa nhân không thể làm cho tu lại sanh ý tham nên liền rút lui. Trời đất đích lại hóa ra ngọc ngà châu báu, giá trị đến số ức. Đến chỗ tu lại mà nói rằng, để tránh cho quốc vương khỏi nghe sự việc kiện tụng giữa tôi và người ta, nhân giả làm chứng dùng. Giả tên ăn trộm đến, nhà xin số dùng số châu báu này cùng dâng lên, may mắn được giúp cho một đợt một lời. Tu lại đáp, dùng cái đó để nói những lời này tôi sợ lắm, suốt đời cũng không dám nói. Vì sao vậy? Vì lời nói dối trước tiên là tự dối mình, thứ đến là dối trời và cũng là dối pháp, khiến cho miệng bị hôi thối cũng vì không thấy mà nói. Bị nhiều lời phỉ báng, tâm luôn tự dày vò chỗ trời không dám nghĩ. Thân thể bị biến sắc, phước đức bị tiêu hao, tiếng lành bị quên bỏ. Người đó sống ở đời bị thánh hiền khinh khi chế nhiễu, gốc rễ phước đức đã mất thì phải sanh vào các đường ác. Tự mình bước lấp con đường lành, đâm đầu vào nẻo tối, đời sau chịu cảnh tội lỗi tai ương. Rồi lại nói bài kệ: gió lừa sanh ác quả, miệng thường bị hôi thối, đều do trước vọng ngôn đi vào con đường tà. Tự dối cũng dối trời, dối pháp là tự oán, thường bị chúng nghi ngờ, người dối được ích gì? Dối là căn bổn ác, tự dứt các nghiệp lành, vì vậy khổ hội tụ, người dối ích lợi ai? Bạc vàng cùng châu báu rải đầy khắp thiên hạ, phụ cả lời ngăn cấm, thời nào hết khi dối. Hóa nhân không thể làm cho tu lại nói dối được, liền rút lui. Trời đất lại quay qua nói với phu nhân rằng, nàng thử cùng các kỳ nữ của ta mang đàn cầm đi quanh khuyên giải, xin được cùng làm vợ. Nếu thấy tu lại chuyện ấy phá hoại tình hạnh thì biết rằng ông ta có tâm dâm dục hay không. Thiên hậu nhận lời dạy của Đế Thích, liền cùng các kỳ nữ. Khi đêm về yên lặng, họ kéo nhau đến chỗ tu lại rồi đứng giữa hư không và nói lên những lời hay ho chạy chút. Mời nhân giả hãy tạm đứng dậy. Trời Đế Thích sai chúng tôi đến đây để hầu hạ hai bên ngài. Chúng tôi hình dung đẹp đẽ, áo xiêm tươi sáng, kết đầy cả ngọc ngà châu báu, thân mùi chiến đàn không già không trẻ, đang ở độ xuân, đoan trang tinh trinh khiết, ai thấy cũng phải thích ngắm nhìn. Phước đức của ngươi đã đến, vì vậy hãy đến đây cùng vui chơi. Tu lại ngẩng đầu lên đáp lại, nếu nhận hết bầy ngươi là thương cho loại địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Người ở cõi trời không phải là chỗ để bậc thượng trí ưa thích. Tôi thấy nếu giữ các người làm sở hữu cũng như giữ sắc huyển, như giấc mộng, như hương bay, như bọt nước trên biển, hoặc tôi thấy hình hài xương cốt, máu huyết thịt gân đang qua buộc lại, được che đậy bởi lớp da mềm mại, chẳng khác chi người thợ khéo huyễn dùng tay bắt người. Dù các người đang ở tuổi xuân thì tôi thấy cũng vô thường, cũng phải bị chi phối bởi pháp thành tựu rồi hoại diệt. Việc tội phước
Tôi đây đã hiểu, không có một niềm yêu thương, dù nhỏ bằng sợi lông tóc. Nếu các người muốn phá hoại người có thiện tâm, thì không thể được như ý muốn. Không những các người đã tự làm bẩn hạnh thanh tịnh của mình, mà còn phải thân bại danh liệt nữa. Thói quen ham muốn và chịu khổ lụy không thể an vui, tự mình lầm lẫn và đọa lạc vào ba đường ác, tối tăm mờ mịt. Dục là gốc rễ của bất thiện, đấu đá kiện tụng sợ hãi sân giận điên đảo tán loạn đều do dục mà sanh khởi. Ngu si cuồng loạn, tai họa đưa đến là thân thể bị tàn phế, ngoài thì huân tập, trong thì nóng nảy, không thấy quả báo của phước đức, mất gốc làm người, sao phải làm loại súc sanh. Như trâu ngựa lừa lạc đà, chó lợn nái gà ngỗng cũng đều do dục mà gây ra, chỉ chạy theo một niềm ham muốn mà không xét lại đời sau thì nó đã phá hoại ý chí cầu đạo của mình rồi. Huống là nhiều hơn để nói lời kệ: dục quá làm tối bẩn, khổ hoài chẳng an vui, rơi vào tội ngạ quỷ, theo ác chẳng nghỉ suy, không yên vì gốc loạn, sa pháp đến lầm lạc, tiếng nghĩ đến điên đảo, dục mạnh ngu si tăng, tham ghét mất ý lành, nghĩ quấy thường sợ hãi, trong ngoài đều buồn lo, vì dục mất tính căn, gốc rễ đã không thiện, như ngoài ăn gan người, suy ở việc tà thần, vì dục như cuồng say, dâm là trâu dê lợn, lừa ngựa voi lạc đà, mãi chịu thú cực khổ, cho nên bỏ dục tuệ, bỏ tính giới văn đức, tự dẫn vào đường ác. Người dâm xa lưới nguy, xa lưới ngu, nên tránh xa người nữ. Như hình đẹp các người đầy khắp diêm phù này, một lòng vẫn như núi, thiên thần sao lay động. Lúc ấy thiên hậu cùng với các kỳ nữ không thể làm cho tôi lại có ý dâm, liền trở lại thiên cung vì trời đã thích mà nói lời kệ. Kẻ học kia hiểu rộng, biết người nữ sao ác, đã xả sắc không dục, không ghẻ chẳng bị độc. Thế rồi thiên đế khoác áo lông lên mình, nghĩ người này giới thể thanh tịnh không có tà quấy, chắc chắn sẽ chiếm đoạt vị thế của ta, liền xuống trần thế đến chỗ Tu Lại nói kệ, hỏi rằng: Tu Lại muốn cầu gì? Ông giữ giới như vậy, xin nói về với đế vương, nhật nguyệt hay phạm thiên. Thế rồi Tu Lại đáp đế thích với lời kệ: Đế vương cùng nhật nguyệt, trời phạm vương tuy cao, đều vô thường huyễn hóa, chưa thoát sao gọi sáng. Nơi ham muốn không sanh, không có già bệnh chết, yêu ghét oán khổ mãi, nguyện độ người ba cõi. Lúc đó tâm ý của Đế Thích vô cùng hân hoan phấn khởi, để nói lời kệ tán thán Tu Lại: Hay thay người thế nhân, mau chóng được như nguyện, trừ cấu nhiễm ba cõi, người trời đều nhớ ơn. Thế rồi Tu Lại đi dạo vào trong thành xá vệ, lượm được một báu vật đã lâu đời, hiện tại vẫn còn giá trị, để cầm lên mà cất tiếng nói rằng: Này trong nước xá vệ có người hết sức nghèo khổ, ta dùng châu báu này mà ban giúp cho họ. Lúc ấy trong nước có một vị trưởng giả liền nhóm họp mấy ngàn người giàu có ngày xưa, chỉ đến đứng quanh trước mặt Tu Lại, mỗi người tự cả là: Chúng tôi hết sức khốn khổ, xin hãy mở lòng xót thương. Lại có vô số người nghèo hơn nữa, cũng chỉ theo cầu xin của báu. Tôi lại đáp rằng: Chư hiền không phải người nghèo, nơi trong thành này có người rất nghèo, ta sẽ dùng số của báu này đến cho người đó. Mọi người cùng hỏi: Xem thử trong thành này ai nghèo nhất vậy? Tôi lại đáp rằng: Vua Ba Tư Nạc là người nghèo nhất nước. Mọi người cùng nói: Cho nên nói thế, thường là một vị đế vương thì làm sao có việc nghèo khó được. Ước lượng kho báu ở trong cung vua thì vô số kể. Tôi lại dùng kệ để nói với mọi người rằng: Tuy tích chứa nhiều của, lòng ham cầu không chán, như nước ngày đêm chảy, do vậy gọi là nghèo. Thường tham không biết khổ, làm xấu ý chẳng thiện, từ đây đến đời sau gọi là nghèo khốn khổ.
Thế rồi tôi lại cùng với đại chúng và nhân dân kéo đến cửa vương cung. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc ở tại chánh điện đang bắt 500 vị trưởng giả đều đang chịu tội. Vua bắt họ phải xuất thật nhiều tiền của cho báu để được chuộc tội. Các vị bày tôi bạch với vua rằng tôi lại đang đứng ở bên ngoài chờ. Vua liền cho mời vào. Tôi lại vào cung vua và nói: Hôm qua tôi đi dạo qua phố của nước Xá Vệ, nhận được hạt ngọc châu sáng như mặt trăng này, để muốn cho người nghèo. Xét cho kỹ, người nghèo nhất trong nước này không còn ai nghèo hơn đức vua. Vậy xin đại vương hãy nhận lấy vật báu này. Vua nghe được lời nói như vậy thì có vẻ xấu hổ và đáp rằng: Tu lại ta và hiền giả nghèo kiết xác giống nhau. Tu lại đáp: Vua nghèo hơn tôi nhiều. Vua đáp: Xin nói rõ ý này cho trẫm được nghe. Trước mặt mọi người cứ lại nói bài kệ: Tham tài vật ngày đêm không chán, làm vua tạo hại sau thống khổ. Tự bảo không chết không lo hậu, ế gọi cực nghèo không hạnh phúc. Thường có tường tâm không biết giác, xa sắc gần hiện biết tri túc. Không ham cầu nhiều không có chứa, xin làm người trí không oán ác. Cứ ngồi bỏ chánh làm phi pháp, dùng hình phạt ép dân nạp của. Vì lòng ham muốn quên an nguy, giữa người chết khổ không kịp hối. Chánh tính tâm tịnh người thức tỉnh, tiết độ biết dùng nghe không quên. Thường biết không sợ vô thực hành, là gọi không nghèo, thánh giả khen. Bao kẻ giàu sang quanh bố thí, bảo mạng thường còn nhân hoại ngay. Tham lam mê hoặc như voi say, ý mà không biết gọi là nghèo. Tin ở Phật Pháp người cung kính, xác mình khuyên người khéo dạy dỗ. Không ngu, không giận, không phóng túng, lấy pháp chế ngự mới thường giàu. Lửa đốt cỏ cây không biết đủ, cát sông về biển mãi không đầy. Nhật nguyệt mãi chiếu khắp bốn phương, tham lam đến chết cũng còn tham. Lửa tuy rất nóng không cháy mãi, giàu sang do thường như mây nổi. Kẻ tuệ nguyệt không làm trời vua, ý sáng xóa ác không mờ tối. Vua Ba Tư Nặc bảo với tôi lại rằng: Ai sẽ làm chứng ta là nghèo, nhân giả là giàu? Tôi lại đáp: Đại vương cũng có nghe, trên thế gian này có một bậc thầy hiệu là Như Lai, chí chân đặng chánh giác, minh hạnh thúc thiền tệ thế gian giải, vô thường sĩ điều ngự thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Chỗ hiểu biết đã đầy đủ, hay hiện hiện đã làm chứng cứ. Nay vị ấy ở cách đây không xa, gần vườn cây kỳ đà và cốc cô độc. Vừa nói tôi đã có phúc dày nên mới được gặp được bậc tôn kính này. Tôi lại nói: Vị thầy kia là bậc thánh, có thể dùng làm chứng. Vừa nói: Nguyện thỉnh Phật đến. Như Phật có đến sẽ được làm chứng. Bây giờ tôi lại liền nói cả rằng: Phật tuệ thế cũng cấp, không đợi đại vương thỉnh, nay ta nhớ nghĩ ngài, ác gặp chớ buồn lo. Ngài thần thông vô lậu, đời sau đều nương tựa trí tuệ Phật kiên định, xin đến vua đừng nghi. Bình đẳng không thương ghét, không thương không tưởng nhân phi nhân, dù có ở cách xa chỉ cần nhớ lời ngài. Tôn xin đại vương tin Phật là chủ từ bi. Chí tâm mà nhớ nghĩ Thế Tôn không đến lâu, vui mừng rải hoa báu, an lạc lụa cờ lồng, ngũ âm điệu hợp xướng, cúng dường vật sáng ngời. Tu lại liền chắp tay, hạ vai bên phải, hai gối quỳ sát đất, hướng về Đức Phật nói lời kệ. Phật biết hết ý người, soi thấy lòng chí thành, xin sớm nguyện chú tâm nghe, thần thông hiện trước con. Thế rồi mặt đất rung chuyển mạnh, từ trong đất mọc lên một cung điện. Phật cùng với 500 vị tỳ kheo, 200 vị Bồ Tát, Phạm Thiên, bốn vị vua trời và vô số vị trời khác, tất cả theo Phật đến đó. Vua và thần dân thấy Phật hiện thần thông, không hề khiếp sợ.
mà càng thêm cung kính cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật lên đến ngàn người. Từ chỗ cung kính, họ phát nguyện sẽ được làm Bồ Tát, sau đó tu lại kẻ nghèo hèn trong nước, liền đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng lui một bên mà bạch Phật rằng: Con đi trong thành, nhận được một viên ngọc sáng như mặt trăng, có giá trị bằng cả một cõi diêm phù. Muốn đem cho người nghèo khó, sẽ thấy trong nước vua là người nghèo khổ nhất. Vì sao vậy? Vì vua ham muốn, con biết chán. Thu thế áp bức, nhiễu loạn dân lành, con biết dừng nghỉ. Dân cùng một nước mà lấy hạnh hiếp yếu, lấy mạnh hiếp yếu, làm hại thẳng thần, dưới thì cảnh lao nhập nhiễu nhương, trên thì bị tham muốn trói buộc. Không nghĩ đến vô thường, không tuân theo điều chánh để trị. Vì vậy khi con hiến viên ngọc sáng như mặt trăng này, vua đã không chịu nhận lấy, rồi lại hỏi rằng con là lấy gì để chứng minh rằng ông nghèo con giàu, vì vậy muốn được gặp Như Lai, mở đường chỉ lo giúp đỡ. Nguyện xin ngài giảng giải này, để gỡ mối nghi ngờ và trừ đi cấu nhiễm. Phật dạy: Dầu thay tu lại, là nó hết sức thành thật, đại vương chớ có nghi ngờ. Vua nói: Dạ bạch Thế Tôn, sao ngài hãy dùng lời chân chánh làm sáng tỏ chỗ tối ấy giúp con? Phật liền khéo léo dùng phương tiện, chứ vô hiểu được nghĩa câu nói của tôi lại. Ngài dạy: Vừa hãy lắng nghe, việc giàu sang của vua ngài cũng có nhân duyên, tôi lại không có. Nói tôi lại giàu cũng có cái nghĩa chính yếu của nó. Vua không thể sánh kịp, bảo rằng vua là người giàu có là kể ở chỗ vua có quốc tài như vàng bạc ngọc bích thủy tinh trân châu san hô xà cừ mã não voi ngựa cung điện sở hữu đầy đủ, thì việc trị vì được tự tại đó là chỗ giàu có của vua mà tôi lại không có. Nhưng tôi lại là người có đạo đức chân chánh, có bố thí, có giới thể đầy đủ, có sức nhẫn nhục tinh tấn, có tuệ, có phóng dật, là điều lành, có lòng từ bi, hộ trì, thương kính, tam bảo, có học hiểu sâu xa, ngay thẳng trong sạch, có tín tâm, biết hổ thẹn, có đủ bảy loại tài sản. Đây là chỗ giàu có của Tu Lại mà nhà vua không thể sánh kịp. Ngay cả việc lấy tài sản của vua, của các bộ quan lại, nhân dân trong nước, về giàu có như ông Thích Ma Nam, hợp tất cả tài sản đó lại, so với cái giàu và đạo đức của Tu Lại, trăm phần ngàn phần cho đến vạn ức phần cũng không thể sánh kịp. Nó không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vua nói: lành thay, như Thế Tôn dạy, con đã có phước. Trong nước của con có một người giàu về việc trì pháp. Phật dạy: Tuy nhiên, trong nước của vua cũng còn có nhiều người chân chánh nữa. Lâu quá Vua Bà Tư Nặc đứng lên đến trước Phật mà tán thán Tu Lại rằng: Tôi kính người như Phật, nhân giả đẹp lòng tôi, nguyện dùng làm tướng quốc. Từ nay người làm thầy, từ lâu con kiêu mạn làm vua sẽ chánh pháp. Nay nghe Tu Lại dạy, phạm hạnh xin nguyện trì, vì tham lam tà lợi trói buộc 500 người. Nay tham bỏ không cầu, ơn nhân giả khó quên. Thế rồi 500 người có tội bị trói trong thành Vương Xá, đều nhớ ơn Tu Lại. Tất cả đều chán ghét cái khổ của vô thường, được ý vô dụng, cùng khởi thân lễ Phật, rồi lễ Tu Lại. Tâm ý của vua, vô cùng hoan hỷ tán thán lần nữa. Người giàu tôi rất nghèo, Tu Lại nói lời chân. Nay hạ lệnh trong nước không nói Tu Lại nghèo. Sau khi nghe vua hạ lệnh, mọi người trong thành sẽ vệ đều gọi Tu Lại là giàu, không nói nghèo nữa. Tu Lại đứng dậy, sẽ là y phục chỉnh tề, quỳ gối bên phải, chắp tay bạch Phật rằng: Hôm nay đại chúng tập hợp đầy đủ, lành thay Thế Tôn, nguyện xin ngài nói pháp khiến cho mọi người ở đây đều thấy được Phật. Phật dạy: Lành thay, hãy nghe ta nói, khéo nhớ nghĩ.
Có bốn loại pháp dành cho mọi người thấy được Phật, thế nào là bốn? Là tin tưởng, an lạc, vui vẻ, cung kính, đó là bốn. Là có bốn pháp có thể thấy được Phật. Như là bốn, để thấy hình tướng Phật rồi phải khởi đạo tâm, nguyện cho mình đời sau được thân như vậy, thường đem tâm tha thiết chí thành để nghĩ, nhớ nghĩ đến lời Phật dạy. Đã nghe rồi phải có lòng từ bi thương xót người và vật, ý không được loạn động. Khi đã được an lạc rồi, không được bỏ tam bảo, đó là bốn. Là có bốn pháp làm cho hiểu biết. Vậy là bốn nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhìn không có đối tượng để nhìn, thấy không có đối tượng để thấy, tưởng không có đối tượng để tưởng, tất cả chuyển thành không, tức là biết. Đó là bốn. Là có bốn pháp thấy Phật mà hướng đến thanh tịnh, vậy là bốn. Không kể ta và người, trừ ra trong và ngoài, không kể thường còn, trừ ra thọ mạng, không kể thường còn, trừ ra xả tập. Dùng Phật nhãn để thấy biết tâm thường mê muội, đó là bốn. Là có bốn pháp thấy Phật hướng đến thanh tịnh, vậy là bốn. Tất cả pháp không chấp thủ. Dùng định chân chánh làm hạnh thanh tịnh, đã học phải thành bậc trí vô thượng, cái dùng phương tiện để có cái thế giải thoát thanh tịnh, đó là bốn. Cái thiện nam tín nữ thấy được Như Lai rồi bèn khởi hướng đến thanh tịnh Đức Phật dạy, thật là đúng lúc. Có 700 vị tỳ kheo ý được giải thoát khỏi lậu hoặc, các vị Bồ Tát tại chỗ ngồi đều được pháp nhẫn, hàng ngàn người đã an lập ở căn nguyên phước đức. Phật dạy kinh xong bèn rời chỗ ngồi đứng dậy cùng với chúng đệ tử và chư Bồ Tát, y thần thông bay đi như phượng hoàng vương, trở về vườn cây kỳ đà cấp cô độc. Lúc đó vua Bà Tư Nạc nói với Tu Lại rằng: khi nào nhân giả muốn đến chỗ Phật, xin cho tôi biết để được cùng đến. Tu Lại nói: cũng xin đại vương báo cho các hậu cung, thái tử, quan lại, đại thần, thần dân để được đến chỗ Phật, để cho họ nhớ lấy cái lỗi của mình. Vì sao như vậy? Vì đã là Bồ Tát thì không những chỉ thương thân mà còn thương người và phi nhân nữa. Như vậy uy thần của Bồ Tát ở trong đại chúng càng tốt đẹp hơn. Vua nói: xin nghe theo lời Bồ Tát tướng, chẳng này hà chi? Tu Lại đáp: tất cả chúng sanh như Bồ Tát đều có thể hợp lại làm một bề, nghĩa là bố thí mọi người cùng vui theo mới có thể chuyển hóa người keo kiệt vui vẻ bố thí. Bố thí Bồ Tát trì giới, mọi người vui theo, giáo hóa cho người, cho những người không tin tội phước khiến họ được tin. Bồ Tát nhẫn nhục, mọi người vui theo, giáo hóa cho những người có tâm sân giận khiến họ kết oán, hết oán kết thù hận. Bồ Tát tinh tấn, mọi người vui theo, giáo hóa người chưa tinh tấn khiến được tinh tấn hơn. Bồ Tát hành thiền, mọi người vui theo, giáo hóa người có tâm tán loạn thành nhất tâm. Bồ Tát có trí tuệ, mọi người vui theo, giáo hóa người ngu si khiến được chánh trí. Bồ Tát thực hành từ tâm, mọi người vui theo, giáo hóa người không có nhân từ khiến cho có từ tâm. Bồ Tát hành bi, mọi người vui theo, đi vào khổ sanh tử, làm cái việc chân chánh, không biết chán. Bồ Tát thực hành hỷ xả, mọi người vui theo, giáo hóa người sầu lo mê muội, khiến cho họ vui với pháp. Bồ Tát làm việc cứu giúp, mọi người vui theo, an ủi khuyến tịnh, trợ giúp khiến họ đi vào con đường Phật pháp. Như vậy đức hạnh của đại vương không phải là mất, là nhất, là có bốn việc là khéo tọa dụng tại bậc của người. Một là giúp chúng sanh không lìa bỏ. Hai là gốc các phước đức phải làm cho trong sạch. Ba là chọn lấy cái hay tốt tu tập khiến cho nước Phật còn tam độc. Bốn là không, không nguyện, không tư, không tưởng. Bồ Tát thường phải mềm mỏng, thoát ra khỏi sự câu thúc cầm giữ của lưới ma, giúp người can cường, không quên đại thừa, thích sống ở núi rừng, tịch mịch, không làm hư hoại để mất phước đức đời trước. Gốc thiện ngày một tăng trưởng, rộng tu 37 phẩm trợ đạo. Bồ Tát thì phải sống hòa hợp, gắn bó với nhân dân,
Nghe xong như ba tên này vô cùng hân hoan sung sướng, trên thân đang khoác chiếc áo tơ lụa giá đáng ngàn vàng đem khoác lên cho bộ Tu Lại. Tu Lại nhận không nhận mà nói: đại vương vui mà cho, nếu nhận có khác gì vua không vui. Tu Lại lại nói: tôi vốn có chiếc áo cỏ giang mặc vào rất đẹp, cái áo mà vua đang dùng đó là áo sầu lo. Vua nói vì sao? Tu Lại đáp: tôi có lúc cởi áo treo lên cây rồi bỏ đi từ 1 ngày cho đến 7 ngày, không tham cất giữ đó. Tôi không nuối tiếc, cũng không lo nghĩ chi đến cái áo này. Bồ Tát phải thường mặc áo như vậy. Đại từ mình không có tâm đắm trước là khiến cho người khác cũng không có sự tham đắm. Do nó sinh nhân giả, do lòng thương xót, bước lên trên áo này khiến cho con đêm dài được vô lượng phước. Tôi lại muốn vừa lòng vua bèn dẫm lên trên áo. Vua nói: áo này đã thuộc về Tu Lại, ta sẽ để yên đấy. Tu Lại nói: đại vương nên xem kỹ trong nước có ai không áo quần che thân, có thể đem áo này cho họ. Vua liền ra lệnh hai bên tả hữu đem áo đó cho những người nghèo khổ. Những người nghèo trong nước được vua cho áo tơ lụa đều vui vẻ nhớ ơn Tu Lại. Phật dùng oai thần đứng giữa hư không lên tiếng nói: nên dùng gì để báo đáp ân ấy của Tu Lại? Rồi nói lời kệ: không dùng hương hoa báu, các thức ăn ngon ngọt muốn báo tự ân này, nên thì chỉ nên khởi tâm đạo. Giá người không tham béo quý, không thích các việc khác, muốn báo nên cầu Phật đại thừa bốn vô lượng. Bây giờ trời sẽ chiều, Tu Lại cùng đại chúng vua cũng như tất cả quan lại dân chúng ở hậu cung cùng nhau đi đến chỗ Phật. Đối với các thị nam tín nữ trong thành xá vệ cả thể đến 10 ức người nghèo đều được vua cho giải lụa. Nghe Tu Lại đến chỗ Phật, tất cả đều muốn đi theo. Lúc ấy trời đã tết, xuống đến thành xá vệ cùng nói cùng tới vườn cây Kỳ Đà. Rồi hóa ra một cung điện lớn ở trong không gian giống như cung điện ở cõi trời Đao Lợi, lại hóa ra cây bảy báu. Dưới cây thiết một tòa sư tử để Phật ngồi, một chỗ khác thấp hơn cho mình, rồi dùng thứ lụa dày trải lên trên cái tòa ấy. Sau đó trời để thích sẽ 1 vạn 2.000 kỵ nữ đứng đầy cả hai bên chỗ ấy, đèn lên trong loại âm nhạc để cúng dường Phật. Phật biết đại chúng đã tụ họp đầy đủ, liền đi đến đại điện ngồi lên trên tòa sư tử. Thân Phật phóng hào quang chiếu đến cả cõi trời và mặt đất, từ không trung hoa rơi xuống như mưa. Trời Đại Thích nói: thúc con trai, ta đã thiết tòa cho Phật rồi, bây giờ con hãy thiết tòa ngồi cho các vị Bồ Tát và các nhân chân nhân. Thái tử liền hóa ra hơn 6 vạn tòa ngồi, tất cả đều rất trang nghiêm đẹp đẽ, dùng tơ lụa trời bệnh lên trên các tòa đó, rồi nói kệ: chân nhân chư Bồ Tát xin đến ngồi tòa này, biến ra các nhạc trời, tự nguyện gặp được Phật. Khi các vị Bồ Tát cùng các đại đệ tử đã ngồi yên định, trời vàng già dựng ra lệnh cho thiên nhân cùng đeo hơn 500 thứ đèn khác nhau, bắt đầu điều khiển âm thanh cho hay, tiến đến các nơi Phật và Tu Lại. Đến đó đều là những vị trời có chủ quyền đáng tôn kính, cùng đứng lui sau, hợp cùng một ý, rồi ca lời tụng rằng: trí hành vượt trăm kiếp, trí thịnh thí vô lượng, trí giới nhiếp thân mạng, nên lễ đấng vô thượng, người nhẫn không chỗ phạm, sức tinh tấn mạnh mẽ, người mở cửa trí tuệ, nên lễ thầy ba cõi, khôn đoạn dâm nội si, diệt tận không tỷ vết, tự được còn trao người, nên lễ thầy trời người, tại quán trừ tam ái, không tham danh thế gian, điềm đạm không lo sợ, nên lợi đấng vua pháp, ma thiên dân ba cô không lay nổi đạo tâm, không nắm trước ô trược, nên lễ đấng thanh tịnh, 32 tướng đẹp, chúng tự trang nghiêm thân, nghe hết 8 thanh âm, nên lễ trời của trời,
Bước đi đất in dấu, vô ý chấn động khắp, răng cùng gia hướng trước, nên lễ đón Thích Tôn. Con tán vua mười lực, độc tọa thành hoan hỷ. Từ nương Phật được phước, nguyện sao như Thế Tôn. Lúc bấy giờ tu lại cùng đại chúng, nhân dân cũng gần cả ngàn trời người, cũng đi đến lễ dưới chân Phật. Rồi mỗi người đứng vào một bên, Di Bà Thư Nạc cũng đi theo họ đến chỗ ấy, lễ chân Phật trước rồi đứng qua một bên. Sau đó vua tự tay chỉ vào một tòa ngồi, nói với Tu Lại rằng: xin mời nhân giả ngồi chỗ này. Trong thiên chúng có người chưa từng thấy Tu Lại, nghĩ rằng người nghèo khổ này không biết có công đức gì mà được cung kính như thế. Trời đã thích biết ý các vị đại ấy trời và nói: đó là người có phước đức đáng noi theo, không nên khinh thường họ. Vì sao vậy? Ta có thể chứng minh đó là người có giữ giới và phụng trì Phật pháp, rất khó được gặp. Hãy đợi trong giây lát sẽ biết được công đức ấy. Tôi lại muốn làm cho các vị trời ấy hiểu, liền bạch Phật rằng: xin Thế Tôn hãy giải thích cho các vị Bồ Tát kia có ai thần thấy được sự cung kính ấy. Để đạt đến con đường vô thượng chánh đẳng giác, lúc ấy từ thân Phật phóng ra ánh sáng soi chiếu đến Tu Lại, toàn thân Tu Lại chiếu sáng gấp bội lần trời Đế Thích. Các trời đều rất vui mừng biết đó không phải là người tầm thường. Hoa trời rải lên vị ấy. Phật dạy Tu Lại: Bồ Tát quý ở chỗ là không hiện tướng kiêu mạn hay có vẻ thấp kém hèn hạ. Bồ Tát nên khiến cho người không tham lam giàu sang, cũng không ân hận sự nghèo khó, đó là công đức trong sạch. Người nào giàu sang, hào hiệp nên khiến cho họ bố thí nhiều hơn. Mình có trí tuệ thấy người ngu nên giúp cho người ngu chóng hiểu, đã có trí tuệ đó là đức trong sạch. Như Tu Lại đã chế ngự tâm ý của mình đối với ma nữ kia, thể hiện người tuy nghèo khổ nhưng vẫn giữ giới như pháp, khiến cho phạm chí cư sĩ tất cả mọi người đều cung kính, đó là người thanh tịnh vì khéo biết dùng phương tiện. Thì A Nan bạch Phật rằng: Tu Lại học lớn như vậy lâu chưa? Phật dạy A Nan: giải học đã lâu lắm rồi, và đã từng hầu cận cho trăm ức ngàn vị Phật hiện nay đang được tam nhẫn, hiểu biết xa rộng, đạt đến các loại trí. Tôi là chỉ nguyện thực hành tất cả các cái việc lành mà tự mình chỉ thấy nghèo hèn thôi, nên ấy mới được sự trong sạch như thế. A Nan nói: trong này A là người muốn thành Phật. Phật dạy: trời cõi dục có 7.000, trời cõi sắc có 1.000.000, thế gian là vài ngàn, và tất cả đều muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. A Nan hỏi Phật: như Tu Lại về lâu xa có thành Phật không? Nếu có thì Phật hiểu là gì, quốc độ thế nào? Phật vì A Nan nói lời cả rằng: A Nan, nghe ta nói, Tu Lại sơ phát tâm giúp người không phân biệt đất rộng thường thấy lớn, từ khởi tụy đến nay xoáy không kể xiết, cúng dường Phật không chán, phụng pháp chẳng để mất, học 6 ba la mật, đường đạo xa vui tiếng, phạm hạnh chưa nhiễm lậu, giữ tuệ pháp chẳng đổi, chỗ thực hành đầy đủ, chỗ hiểu vững tựa đắc, đã vượt lưới tà ngụy, tính thiện thường giác tỉnh, xả bỏ 8 sự đời, khen chê cùng được mất, tâm nhìn bình đẳng cả, như không chẳng quá ngại, mến pháp làm không mỏi, giữ nhẫn thường hành từ, thương người như thương mình, sẽ thân vì quần sanh, ai người bị ái buộc, nói cho hiểu thật nghĩa, thông rồi chẳng lìa pháp, hiểu không thoát nhị đế, ba nhẫn được đầy đủ, học pháp biết nhàm chán, đường ắt đến khai mở, tất cả đều nhớ ơn. Tại xứ sở hưng thịnh liền đến được bờ kia, trùng tuyên lời Phật dạy giáo hóa khắp trời người. Sau khi ta niết bàn, đến cuối đời Tu Lại sanh nước Đông Khả Lạc, về nước phía núi A Xúc hơn 3 A Tăng Kỳ, nguyện lớn sẽ viên mãn,
thành Phật trừ tà thế, độ mười phương an ổn. Tự nhiên làm thần tướng, hiệu là Thế Tôn Vương. Như Phật A xuất trước, đồ cho vô hạn lượng, đời gọi đức hóa thành, ác diệt khéo hưng thịnh, Phật trụ ngàn vạn năm, chúng tăng không kể xiết. Chúng kia la hán ít, cầu thành Phật nhiều hơn. Thời người đủ thần lực, tinh tấn phước hạnh sáng. Phật nói năm âm thanh, thế gian đều nghe được, không có ma phá hoại chánh tín thoát tà tâm. Đến khi Phật diệt độ 84.000 người, thường thượng phát chiếu thế gian, thực hành không tranh cãi. Số được tu lại độ, phát nhiều nguyện đại thừa, cùng sanh trong đời ấy, không thể tính kể được. Phật chúc mừng tu lại, khi ngồi trong số đó có trời, người, quỷ, rồng. Mỗi người đem vải tốt đẹp dâng lên tu lại, họ rất hoan lạc. 3.000 thanh văn, ước 100.000 người đã đến lễ tu lại, và vì họ rộng thuyết pháp chính yếu, giải thích việc làm của Tam Thừa. Như Ba Tư Nạc, rồi cho ngồi chắp tay đứng lên bạch Phật rằng: Con đã đem tâm tham lam ô trược, sẽ nắm theo tài sản, kiêu căng, túng ý, làm nhiều điều nguy hại đến quốc gia. Nay được tu lại dạy bảo, con thì biết mình là người nghèo khổ nhất, nên con muốn xả việc quốc gia này giao phó cho Thái tử để thụ giới với Thế Tôn, làm thì kheo tăng, giữ trọn sứ mệnh Phật giao phó. Của cả nhà báu này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là dân cúng Phật và chúng đệ tử. Phần thứ hai là bố thí cho nhân dân trong nước. Phần thứ ba là lưu lại cho các quan trong nước. Nhờ ơn Đức Phật, tài sản cho báu đối với thân con bây giờ không còn ham thích gì nữa. Tất cả phước đức đều bố thí cho chúng sanh, nguyện chứng vô thượng chánh đẳng giác. Lâu Quán ngồi trong hội có 500 vị trưởng giả cư sĩ, 500 vị phạm chí, 500 quan nhỏ, nghe vua thề nguyện như tiếng sư tử trống, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Tất cả đều có tín tâm xả bỏ tham muốn gia đình, lìa xa gia đình để nhập đạo, được làm sa môn. Trừ 300 người ra, còn tất cả đều làm sa môn đệ tử Phật. Bây giờ tu lại lui về chỗ ngồi, cho tay bạch Phật: Để theo bậc thánh sư tử, nguyện mười phương chư Phật trong hiện tại thương xót cho con được làm sa môn. Tài lực của tu lại cũng như chỗ thành tựu của các đức Như Lai, tất cả Phật hiện tại trong mười phương bèn nhập tam muội, đều hiển hiện cho các tỳ kheo cùng được thấy. Tu lại liền đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật, liền được thành sa môn, đã nói lời cầu ai thương xót rằng: Nguyện xin các đấng Thế Tôn nghe lời thương xót mà tha ký cho con được thành tựu. Chư Phật trong mười phương và Phật Thích Ca Văn đều giơ cánh tay phải xoa lên đỉnh đầu của Tu Lại. Mỗi cánh tay của chư Phật tự hiển hiện, không có tướng chướng ngại. Lúc ấy ánh sáng chiếu đến 3.000 thế giới, hoa trời rải xuống như mưa. Hiện giả Tu Lại tự nhiên pháp y khoác lên thân, trang nghiêm tề chỉnh, oai nghi tự tại. Tu Lại rất đáng được tôn kính. Bây giờ có 500 vị tỳ kheo lậu hoặc được giải hết, không còn bị trói buộc nữa. 1.000 vị Bồ Tát đắc pháp tín nhẫn. Phật dạy A Nan: Hãy tọa trì và chép thành kinh để cho đời sau phụng trì, nên nói rõ nghĩa này cho khắp mọi người đều được biết. Vì sao vậy? Đời sau nhiều người ở trong lưới tà tính, vì vậy ta ở trong đó làm vị Phật, giáo hóa cho người ác ý ấy có cái thấy chân chánh, khiến cho những người như Tu Lại có tín tâm đi vào tuệ giác. Ta thuyết pháp khắp nơi trên thế gian, nếu có một người chưa được ngộ được độ, suốt đời ta không xả bỏ. Vì vậy A Nan, nên truyền pháp này khiến cho người người tin vui, nghe đi nghe lại ý họ sẽ được khai mở, cứ thế như vậy thì sẽ được yếu nghĩa. Phật thuyết xong, tỳ kheo Tu Lại, chư tỳ kheo tăng, trời Đế Thích cùng vua Ba Tư Nạc, trời người Atula đều rất hoan hỷ, không ai là không muốn nghe Phật thuyết kinh Tu Lại.